Bitcoin hiện tại đang là 66.000 và giá đang được nén rất là chặt để đợi cái tin cuộc họp FOMC hôm nay. Giá hiện tại thì nó đang là cũng lúc lúc sáng nay lúc sáng nay thì nó đang test lại đường MA20 các bạn này. Đường MA20 ở cái khu vực là khoảng tầm 65.000 xu hướng hiện tại thì là uh, nó vẫn giữ được tức là nó đang về cái vùng hỗ trợ này thì 50-50 uh, các bạn cái xu hướng tăng và xu hướng giảm đều là 50-50 ETH thì uh, cũng đỡ cái áp lực bán uh, từ uh, đỡ áp lực bán từ Grayscale thì uh, giá của ETH thì đang là đang trong cái nó vẫn dưới đường MA20, có thể từ đây nó bật lên nhưng mà cũng cũng chưa biết được nhưng mà Đấy, rồi ờ ôn coi. Ôn coi thì hôm nay cũng uh... À... test đường MA20 các bạn này. Đấy, cũng đang ngắt ngứa ở cái đường MA20. mươi uh, hôm nay nó sẽ là quyết định ví dụ như là những cái tin tức mà từ uh, cái cuộc họp FOMC tối nay mà tốt ý, thì thị trường nó sẽ từ đây nó sẽ hồi lên nhưng mà cái tin tức FOMC uh, nó không được uh, tốt lắm thì có thể là từ đây nó nó lại nó lại đẩy xuống